Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là của Ika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của gia sư Hoàng Gia nha các bạn. Đây trên màn hình của các bạn, đây là tập gia sư Hoàng Gia tập 7 nha các bạn, khá là xịn sò nha. Bây giờ chúng ta tiến hành khui siêu siêu đóng khá không áp thôi chứ không phải đẹp nha, chỉ là cho 8 trên 10 thôi. Bây giờ chúng ta cùng khám phá quà tặng kèm theo gia sư Hoàng Gia tập 7 nữa gì cả. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái khung tranh này, thật một cái nếp để vô ha, rất là đẹp nha các bạn. Khung tranh tặng kèm từ tập 1 tới giờ luôn các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần bìa rời của tập 7 gia sư Hoàng Gia các bạn. Đây bìa cũng khá là ấm áp nha, chữ gia sư Hoàng Gia được làm nổi lên rất là đẹp, hình ảnh đẹp luôn các bạn. Bản đặc biệt là 58.000 trên tay mình cầm các bạn, mua chiếc khấu hơi quanh quẩn là 41-42.000 tùy nơi tùy sạn mạng tuổi nha các bạn. Đây một số hình ảnh bên trong, đầu chuyện sẽ có chân màu bên trong được như bề 70 hoàn toàn là trắng đen và sẽ không có thêm chân màu nào hết. Quy kích thước là 13-18 nha các bạn, chuyện được in gia công chỉ có 5.000 bản thôi. Nội dung của tập 7 kể về dưới sự dạy dỗ của gia sư Hoàng Gia Hay Nê, bốn hoàng tử đã từng bước hướng tới ngai vàng, tuy nhiên anh cả Rhaenys ứng viên kế vị triển vọng nhất đã cho về. Đứng trước bức tường khổng lồ, bốn hoàng tử sẽ đối phó ra sao thì mời các bạn cùng theo dõi tập 7 của chuyện hài về hoàng gia, hoàng tử và gia sư cùng nhau tiến bước và trưởng thành. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau.